chưa gửi điện anh mới mua điện thoại, đầu tiên có điện thoại em mua trả góp rồi, anh giàu anh có tiền em cho em đi mua, không nói cho tên rồi cho anh giàu quá cho à. Trời ơi như còn đang nói chuyện bình thường đó, đang không nhìn tiền không vào. Có điện thoại có xưởng không? Ờ, để tao ra em ra tao đưa mày cột cắm vô cái màn hình, thay cái màn hình khỏi cái màn hình. Đường mic người ta hát vậy, cái đường mic xuống cho khán giả ca chung nói chuyện rồi vô luôn đường nghe nhỏ anh tìm anh cái gì ông nội làm lố quá đi lên đi gian đi cái anh quê quá anh đi kia anh đi hai bước cảnh quê nó nhập đó đi nhảy xuống bà giờ thì nó ghép vô quê là quê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngọt bên tao vô cho má ơi. Để máy một quay có 1 tiếng mày lộn qua lộn lại lùm lum.
tiền đó thôi em mua trả góp rồi anh giàu anh có tiền anh cho em đi mua ông nói cho tên rồi cho anh giàu quá cho trời ơi như con mà cái lên mà nhậu nhẹ mà không thấy đâu thằng này đang nói chuyện rồi đó, đang không nhìn tiền không vào. Có những phần có xưởng không? Ờ để tao ra em ra tao đưa mày cột cắm vô cái màn hình thay cái màn hình khỏi ra khỏi màn hình. Đường mít đang hát vậy cái đường mít xuống cho khán giả ca chung nói chuyện rồi vô luôn đường nghe nhỏ anh tìm anh nói gì ông nội làm lố quá đi lên đi giang đi cái anh quê quá anh đi chứ anh đi hai bước anh quê nó nhậu đi nhảy xuống bà giờ mày nói ghép cho quê là quê Madame.